Chào mừng các bạn đang đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tâm Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Thông qua chương trình hôm nay, Tâm Đại Dương sẽ giúp bạn tìm hiểu điều quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ. Luật Mỹ đòi hỏi các trường đại học phải xét duyệt để xác định khả năng tài chính của bạn hoặc gia đình bạn để tài trợ cho việc học hành và sinh sống của bạn ở Mỹ trước khi bạn được cấp mẫu E20 hay mẫu EAB66. Bạn có thể gọi hotline 0838382080 để biết rõ hơn thông tin chi tiết. Trong trường hợp người thân bảo lãnh và điền đơn, bạn cần mẫu nhập học E20 đã được cấp chiếu khám với tư cách du học sinh F1 Student Visa và được nhập vào nước Mỹ để du học. Nếu bạn không nộp đủ giấy tờ chứng minh khả năng tài chính, mẫu E134, bạn có thể bị từ chối không được cấp mẫu E20 hay mẫu EAB66. Mặc dù bạn hội đủ tiêu chuẩn học vấn và có thể đã được chấp thuận cho học, tuy nhiên luật Mỹ cũng cấm cấp những mẫu E20 hay EAB66 cho sinh viên nếu không được thâu nhận vào học. Do đó, điều trước tiên bạn phải làm là hội đủ điều kiện học vấn và gửi hồ sơ học trình và văn bằng đến trường bạn chọn học. Quá trình này cũng đòi hỏi bạn phải có tài khoản ngân hàng để chứng minh cho trường bạn sẽ theo học là bạn có tài chính. Mọi thắc mắc xin các bạn liên lạc với du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu Việt Nam tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 3838 2080 để được tư vấn miễn phí, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tadadavn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.